hướng dẫn ôn thi giấy phép lái xe bằng B2 bằng C. Trước tiên, các bạn muốn ôn thi giấy phép B2 và bằng C ô tô được tốt thì chúng các bạn hãy học mẹo nhớ lý thuyết, mẹo giải đề. Thì chúng ta sẽ giải được các đề thi được tốt. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải đề thi số 2 giấy phép ô tô bằng V2 đầu tiên câu 1 là khái niệm công trình đường bộ được hiểu như thế nào là đúng công trình đường bộ gồm chúng ta nhìn qua thấy là đường bộ là nơi dừng đỗ xe đúng rồi hai là đường bộ là đường bộ là phải có rào chắn đảo đảo vân vân đúng rồi còn câu thứ ba này chúng ta xem là là không đúng. Đường bộ là lại có cảng hàng không là không đúng nên là chúng ta chọn ý 1 và ý 2. Câu 2, người tham gia giao thông đường bộ gồm những đối tượng nào? Chúng ta sẽ quan sát kỹ người giao có hai ý thì chúng ta chọn cả hai luôn. Các hành vi sau đó các hành vi nào sau đây bị cấm thì chúng ta sẽ quan sát tiếp là câu hai ý này thường là chúng ta sẽ chọn cả hai luôn người ngồi trên xe mô tô hai bánh xe mô tô ba bánh xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang vác cồng cành hay không cứ có chỗ nào có từ không được mang vác hoặc là không được là chúng ta sẽ chọn chúng ta học mẹo rồi câu tiếp theo câu 5 khi điều khiển xe chạy trên đoạn đường vòng đầu dốc và vị trí có tầm nhìn hạn chế người lái xe muốn vượt xe khác thì phải xử lý như thế nào đây là câu 5 câu 5 tốt nhất là không được vượt Tầm nhìn hạn chế còn vượt làm gì Chọn đáp án 2 Khi xếp hàng hóa Vượt phía trước Và phía sau của ô tô Chở hàng tham gia giao thông Ban ngày và ban đêm Phải có đèn báo hiệu Như thế nào là đúng quy tắc giao thông Chúng ta đọc câu 6 Thì chúng ta thấy là Ban ngày phải có cờ báo hiệu đèn đỏ này, ban đêm hoặc trời tối phải có đèn đỏ báo hiệu. Tức là báo đèn đỏ là phải báo hiệu là cảnh báo là nguy hiểm, đỏ là nguy hiểm. Chúng ta chọn luôn. Còn trên là cờ, mới để màu xanh là cái đèn màu xanh là không phải nguy hiểm nhưng chúng ta không chọn. Chúng ta chọn ý 2. Là đúng. Câu 7 người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây câu 7 này chúng ta sẽ chọn nhìn qua và đọc kỹ thì chúng ta thấy ý một là ý đầy đủ nhất là là, là ý đầy đủ nhất tức là là xe cơ giới Xe máy chuyên dùng bật đèn xanh Xe thô sơ phải bật đèn Hoặc có vật sáng Báo hiệu Chỉ được dừng ở, ở nơi đỗ ở nơi quy định Còn những hai ý này là lùi Hoặc là ấy là không đủ quay đầu này Ý thứ hai là 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 quay đầu này ý thứ ba là bật đèn và 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 ấy là không đầy đủ Chúng ta chúng ta chọn ý 1 là ý đầy đủ nhất trong trong đề trong đề 2 và câu 7 này. Trong câu 7 này chúng ta chọn ý 1 là đầy, ý đầy đủ nhất là đỗ nơi chúng ta để ý là đỗ xe ở nơi quy định. Là ý đầy đủ nhất trong ba ý trên ý 123 Chúng ta chọn ý 1 là ý đầy đủ nhất. Người có giấy phép lái xe bằng hạng B2 được điều khiển loại xe nào Đấy, chúng ta câu 8 này câu 8 này chúng ta cho vào trong phần mẹo chúng ta đã 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 học rồi thì xe ô tô chở đến 9 đến 9 chỗ ngồi xe ô tô tải máy kéo có trọng tải dưới 3 tấn bằng V2 mới được thép chúng ta chọn đi đó cột 9 trong các trường hợp sau đây người lái xe không được vượt xe khác Đấy. Câu này là câu 9. Chúng ta sẽ chọn ý 1 và ý 3. Ý 3. Xe bị bị vượt bất ngờ tăng tốc. Phát hiện xe đi ngược chiều. Đây, hai ý này chúng ta chọn hai ý này. Bị bất ngờ và phát hiện xe có đi ngược chiều đã chọn đúng câu 10 trên đường ngoài khu vực đông dân cư loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa là 60 km h câu 10 này thì chúng ta đọc kỹ chúng ta thấy là là trong đó là có ô ý 4 mà chúng ta đã học mẹo rồi là ý đúng Câu 11 kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô bao gồm những loại hình nào ghi ở dưới đây. Câu 11 này thì câu 2 ý này chúng ta đọc thấy là theo tuyến cố định này, bằng xe bíp cũng tuyến cố định chúng ta chọn cả hai ý luôn. Câu hai ý này thường là chọn cả hai ý. Đấy. Tiếp câu 12 Việc vận chuyển động vật sống phải tuân theo những quy định nào ghi dưới đây. Câu 12 chúng ta đọc thì thấy ý 1 và ý 3 là ý đầy đủ nhất. và chấp hành pháp luật tốt nhất nên là chúng ta chọn hai ý đó. Tiếp theo Câu 13. Câu 13, người lái xe tải hàng hóa cần thực hiện những nhiệm vụ gì dưới đây? Câu 13 này thì chúng ta cái câu hai ý này thì chúng ta thường là chọn cả hai ý luôn. Đấy, không thường thường là phải chọn hai ý. Theo mẹo. Tiếp theo. Câu 14 là câu hai ý chúng ta cũng chọn hai ý luôn. Nên theo mẹo là thường là chọn hai ý cái phần hai ý luôn. Đấy. Câu 15, khi điều khiển xe vượt qua rãnh lớn cắt ngang mặt đường, người lái xe cần thực hiện những thao tác gì? Câu 15 này thì chúng ta đọc hai câu 1 và câu 2. Cho chúng ta lưu ý câu 3 này. Câu 15 này, câu 3 này gài số 1 và từ từ cho hai bánh xuống trước trước hai bánh trước xuống rãnh tăng ga tăng ga cho hai bánh xe trước vượt lên khỏi rãnh tiếp tục để bánh xe sau từ từ xuống rồi tăng ga dần lên khỏi rãnh đấy cái, cái ý của ý ba này là ý đầy đủ nhất trong trong hai ý trên ý trên là tăng ga uh, tăng số cho hai bánh là không được ý hai còn ý một thì thì ý một này thì thì thì, dài gài số 1 cho từ từ hai bánh xuống rãnh và tăng ga cho hai bánh trước vượt qua khỏi rãnh và tăng số không được này tăng số không được nên là tôi chọn ý 3 câu 16 khi lái xe ô tô qua đường sắt, không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông, người lái xe phải làm phải xử lý như thế nào? Người lái xe phải xử lý như thế nào? Đấy, câu 16 thì chúng ta phải chọn ý 1. Bởi vì ý 1 này đầy đủ các ý nhất và câu mỗi ý 1 là tạm dừng xe ở vị trí cách đường sắt tối thiểu là 5 mét hạ kính cửa và tắt các thiết bị âm thanh trên xe quan sát nếu thấy có tàu chạy qua về số thấp tăng ga nhẹ vượt qua đường sắt Đây. ý câu, câu 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 1 này là đầy đủ hơn ý câu 2 câu 16 này Câu 17. Mục đích của bảo dưỡng thường xuyên đối với xe ô tô có tác dụng gì? À, câu này là câu hai ý chúng ta chọn luôn cả hai ý. Theo mẹo theo mẹo nhớ lý thuyết chúng ta đã học là chúng ta chọn luôn cả hai ý luôn. Câu 17 này. Câu 18. Câu 18 này thì gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ cái biển hai này bữa cấm uh, cho người đi bộ rồi biển số ba này cũng không phải là đấy. biển số ba không được và chỉ có biển số một này thôi biển số một biển vàng người đi bộ thì uh, là biển vàng là biển cảnh báo nguy hiểm ô tô này phải nhường cho người đi bộ đấy, có đường dành riêng cho người đi bộ Câu 18 này, chúng ta chọn 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 uh, biển 1. Câu 19. Biển nào báo hiệu nguy hiểm đường bị hẹp? Thì chúng ta quan sát ba biển này thì biển 1 và biển 2. Biển 1 và biển 2 này thì là bị cái cái đầu bị nhìn cái đường đầu bị hẹp đầu đầu đường hai đường kẻ đen ấy hẹp lại thì chúng ta sẽ chọn biển 1 biển 2 ý 4 câu 20 biển nào không cho phép ô tô con vượt. Đấy. Biển nào không cho phép ô tô con vượt. Đấy. Chúng ta quan sát đây biển 1 và biển 2 thì ô tô con màu đen con yển biển biển 1 và biển 3 là ô tô con màu đen này còn biển 2 là hai ô tô như ô tô con màu đỏ thì 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 cái biển số 2 này sẽ cấm ô tô bởi vì ô tô con màu đỏ sẽ cấm ô tô con vượt C. Biển nào báo hiệu hướng đi thẳng? Biển nào báo hiệu hướng đi thẳng phải theo? Đây biển này là biển chúng ta đã học rồi. Biển tròn là biển có mũi tên biển xanh biển tròn là có mũi tên là biển chỉ dẫn đấy. Chúng ta chọn. Câu e 2 Biển số biển số có biển số biển số 2 có ý nghĩa như thế nào? Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào? Câu 22. đây chúng ta chọn 2. Chọn 2. Câu 22 chọn 2. Cho phép biển này biển số 2 có ý nghĩa nào? Biển thứ hai có ý nghĩa là cho phép ô tô có trọng lượng trên trục xe từ 7 tấn trở xuống đúng trên trục 7 tấn đấy thì chúng ta nhìn thấy số số 7 tấn đấy trên trục 7 tấn rồi xuống chúng ta chọn ý 2 là đúng câu 23 xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và phía phía sau thùng xe mỗi phía quá 10% chiều dài an toàn bộ xe Tổng chiều dài của xe và hàng Và cả hàng từ trước đến sau Chỉ số ghi trên biển Thì có được phép đi vào không Cái biển này thì cứ nhìn chứ không được phép là chúng ta chọn luôn Không phải nghĩ Câu 24 Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn Câu 25 này câu nhầm đấy biển nào báo hiệu đoạn đường đoạn đường hay xảy ra tai nạn câu hỏi nhầm à, câu 24 xin lỗi xin lỗi là câu 24 biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn câu 24 nhá chúng ta nhìn cái biển số 2 này nó nhìn nó, nhìn thấy ô nó tóe có màu trắng ấy. Chúng ta chọn câu 25 Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông Đấy, Chúng ta quan sát nhất chớm nhì ưu tam đường tứ hướng Thì chúng ta xét xem là, là chúng ta thấy này Nhất chớm thì cái xe lam đã chớm ở giữa ngã tư rồi thì xe lam được ưu tiên đầu tiên nhì ưu tam đường tứ hướng thì yêu ưu chỗ này chỉ có xe ưu tiên là cái xe 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 cứu thương thế thì à, chúng ta sẽ phải chọn là xe lam đầu tiên nhất chớm chớm cho xe lam đi trước sau đó là xe cứu thương Sau đó là xe con chúng ta chọn đáp án số một Tiếp theo Câu 26 Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông Cái biển cắt chéo này thì cả hai rồi Câu 26 là cả hai vi phạm quy tắc giao thông Câu 27 Những hướng nào ô tô tải được phép đi Câu 27 những hướng nào ô tô tải được phép đi. Đây chỉ có bốn hướng hướng 1 và hướng 5 thôi bởi vì đằng trước kia là có cấm xe con là cấm cả xe cấm xe bé rồi là cấm cả xe to rồi. Nên là chỉ có hướng 1 và hướng 5 thôi, các bạn nhìn rõ. Chọn ý 3. Ý 3. Câu 28. Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông? Ôi chúng ta chọn ý 2. Chị 2, nhìn mũi tên này viết là xe hai xe đèn xanh là mũi tên là đi là là được. Còn xe khách mấy xe mô tô không có mũi tên chỉ đường thì không, thì đứng im không đi, Thế là tất cả chấp hành đúng giao thông giao thông, chúng ta chọn ý 2. Câu 29 tín hiệu đèn tín hiệu đèn xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông câu 29 này chúng ta chọn ý 3 ý 3 bởi vì tín hiệu đèn đỏ phải dừng rồi chính xác rồi xe con và và xe tải có tín hiệu đỏ phải dừng rồi câu 30 các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ bây giờ chúng ta sẽ xét nhất chớm nhì ưu tam đường tứ hướng nếu mà ấy thì bây giờ chúng ta nhìn xét là 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 hướng này là không vướng này và đường này thì chúng ta thấy là xe con đầu tiên này sau đến xe của bạn này cho đến mô tô này là, là 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 chuẩn thì chúng ta sẽ chọn ý 2 là chuẩn nhất kết thúc bài thi số điểm đạt 30 trên 30 vừa qua là tôi đã hướng dẫn các bạn là là làm bài thi sát hạch lái xe lái xe ô tô bằng b2